mà mỗi một cây như các bác đang tính là 100.000. Vậy 100 cây là mất 10 triệu, áo ạ. Ở đây hết 3 triệu. Tôi cứ cho giảm 50% nữa, tạm đơn ca đi thì mới hết có 6 triệu, áo ạ. Cái nào đắt, cái nào rẻ? Tại để làm một bài toán. Tôi chỉ chia sẻ ngắn thôi. Mới thì đấy, hôm nay thảo luận nó còn chưa sâu. Cái thứ hai, tôi nói về cái tại sao cây nó bị dơ. Báo cáo các bạn, cái câu hỏi này rất sâu đấy, nó phải nhiều yếu tố chứ không phải một yếu tố được. Thế nhưng mà như anh Nghe Luật có nói là dễ đây là dễ đây, chứ không phải là dễ áo ạ. Thế thì tại sao tôi nói từ đấy? Bởi vì đến vườn phải xem ngay, xem là cái mặt đất nó thế nào, nó scope hay là nó rẽ. Những cây của các bác không ra được lộc, không phải là cây nào là bị bệnh đâu, không phải là cái gì đâu, mà phải xem ngay bộ rễ nó thế nào, có hoạt động không. Ở đây có mấy nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, những cái vùng chua chỉ đấy, vi khuẩn không hoạt động được. Cây na thì lại là ở cái môi trường trung tính trở lên đến kiểm, hơi kiểm thôi, đúng không ạ? Vậy thì những cái vùng chua chỉ vi khuẩn không hoạt động được, vi khuẩn đã không hoạt động được thì đất nó bị dí, áo ạ. Làm thế nào đó chúng ta phải cho cái đất nó nâng nới lên. Cái thứ hai nữa là thế này, một cái rất quan trọng mà hiện nay các bác đang phải làm được, đó là gì ạ? Chúng ta dùng cái phân hóa học và thuốc hóa học cùng một lúc. Cái khi đã bị bộ rễ kém rồi, ra đại lý người ta hỏi, người ta hướng dẫn các bác là đúng đấy, về là dùng gan tin đấy, tưới nó vào gốc để nó diệt cái nấm ở gốc đi. Một trong những nguyên nhân là bị dễ bị thối, mà thối thì cơ bản là có thể là do thuốc, do trì, có thể là do, nhưng mà cũng có khi nguyên nhân là do chúng ta lại thấy thuốc, cái phân hóa học chúng ta tưới thẳng vào một liều cao quá, nó làm cho nó thối. Đấy. Vậy thì để hạn chế nó và để cứu nó ấy, đầu tiên là phải dùng thuốc bệnh để diệt cái nấm đã, được chưa? Cái thứ hai nữa là dùng cái phân bón hỗ trợ bơm lên lá. Nếu như ra được lộc nhú rồi bơm loãng thôi. Nên một số bác kia, tôi biết ở đây có cái tình trạng cháy lá vừa rồi, nhiều nguyên nhân, cháy có nhiều nguyên nhân lắm. Thế nhưng mà tôi rõ ràng tôi nhìn thấy tổn thương thì tôi biết là đây là có thể là chúng ta dùng phân bón lá, dùng thuốc sâu, dùng thuốc bệnh, ta kết hợp với nhau nhiều loại quá, một liều bệnh rất cao. Mấy lơ phơ và cái độc ra bơm một liều nó nặng như thế, bơm đi bơm lại, nó làm cho cháy. Cháy thì nó làm cho không thể sống phát lộc được, nó đần lại, được chưa? Đấy là những nguyên nhân cơ bản. Thì bây giờ giải pháp thế nào? Giải pháp đầu tiên là đã là phòng thì liều bằng 2/3 liều, được chưa? Kể cả thuốc sâu hay thuốc bệnh, ta phòng cơ bản, đúng không ạ? Người ta bảo là cái này của anh là thời tiết này bắt đầu mưa mù này, bọ trĩ bây giờ nó ra được cái lộc nhú lên được vài cái lơ phơ này thì phun phòng thôi. Cái phòng như lại qua lại còn 4-5 loại thuốc vào với nhau và đặc quá đấy, nó là gây ra cháy, gây ra bị mù, trôi cái lộc cái bị ngay. Thế là sau ngày mai nó lớn như các bác thấy cái vết đen đen này cháy rìa này, đó ạ. Cái nguyên nhân thứ hai mà chúng ta phải tính đến đó là gì ạ? Quốc cái gốc hàng năm đều quốc gốc, khi cắt quả rồi chúng ta đều sới gốc nó lên để nó đứt đỡ những cái rễ già đi, kích thích nó ra cái rễ mới. Cây này trước ngày làm gì có cái bài học là để tỉa cành như thế này, bây giờ các bác cứ thấy là nó tỉa cành nó có hiệu quả như thế, cái rễ nó cũng thế thôi. Sau một vụ sản xuất chúng ta đã bắt nó hoạt động mạnh rồi, bây giờ chặt đỡ nó đi để cho nó ra kích thích nó ra cái rễ mới. Đấy. Cái rễ đó là chính là cái rễ hoạt động tốt nhất, trẻ hóa này, đúng không ạ? Đấy là cái thứ hai, vừa làm nấm nới là vừa cho cái vi khuẩn hoạt động, đồng thời cũng là kích thích ra cái mới. Và cái thứ ba nữa là gì? Chúng ta hạn chế dùng thuốc trừ cỏ. Cái thuốc trừ cỏ này tôi đã nói rồi, đang ra rễ ở cái vụ này, thời điểm này nó cần cái rễ nó hoạt động mạnh nhất, thì mình lại cho nó xoăn hết cả rễ lại, có cái mồm thì lại bịt mồm lại cái ăn thế nào, đúng không ạ? Đây là nguyên nhân quả chua, nguyên nhân chất lượng không được cao, nguyên nhân này là xin được chia sẻ. Thế còn câu hỏi thứ ba liên quan đến